Hello, đây là outfit của mình. Bây giờ mình đi thôi. Thì hôm nay tụi mình sẽ đi picnic nha. Ok, let's go. Bạn mình cũng đã tới nơi rồi. Nhưng mà trước khi đi tới nơi picnic thì tụi mình cần lên siêu thị để bạn mình thay đồ. Hello mấy bạn. Trời má. Ôi lưu trời. Ôi mày làm gì mà chạy nhanh vậy? Ôi tóc tụi nó bay. Cuối cùng cũng đến nơi. Giờ tụi mình vào bên trong và đợi bạn chúng thay đồ thôi. Hả? Khúc này là mình cũng mặc thêm một chiếc áo là cho cái outfit của mình nó ok hơn nên là giờ mình sẽ đi ra ngoài với bạn Dung. Khúc này mình nói hơi nhỏ nên mình về lòng tiếng lại. Cứ do sợ có người nên là mình không dám nói thật. Tụi mình xong xuôi hết rồi, bây giờ lên đường thôi. Trời hôm nay thì khá là nắng, nhưng mà được cái nắng thì sẽ lên ảnh rất là đẹp. À và mình muốn giới thiệu thêm, đây là thành phố Cam Ranh, nơi hiện tại của mình đang sống. Một nơi yên bình, không quá to cũng không quá nhỏ, rất là tuyệt vời. Listen to some tunes. Staring at stars, watching the moon, hoping that one day that we meet to you. Wait every night, 'cause if the star falls, I'll wish to. So bright in the sky, if most of the people are sleeping at night, why do we only? Cái gì? Tôi mới từ ngoài kia, tôi chèo vô đây. Chui vô. Tôi chui vô, xem rách cái quần. U là Dung ơi, sao đổ tao đi tao đâu có nhớ có mấy cây ga gan cỡ vậy đâu. À, nó quất đít tao. Ra thấy chừng chị méo nha. Không nha. Để mình đi trước cho mình đi sau lưng mình nè. Bút càng đau nữa. Sát vô mình luôn bạn ơi. Xe người ta nhìn kìa. Đó, mình thấy cái hàng đó không? Cái hàng đó đó, chính xác. Đó bây giờ sức lòng rồi nè. Đẹp không? Thấy thơ mộng không? Không. Vậy tới nơi rồi. Và vâng, không còn một chút nước. Không còn một đủ má. Không còn một giọt nước luôn. Cô tao tụi mình đi lên trên đó. Thật ra đứng ở đây chụp vẫn đẹp mà. Không còn nước thôi. Chỗ này mấy đợt có sâu lắm nè. Thấy cái này không? Nước lên tới đây nè. Bây giờ tụi mình đang
từ dòng nước. Nên là đợi xế đi, thấy nước tụi mình quay. Cái gì? Nước đâu? Quý vị ơi, chả còn nước cho em. Em muốn chụp hình. Và nó đã sập con mẹ nó rồi. Xẹp xuống rồi. Trời đẹp nha. Nhưng mà chỗ này không đẹp nha. Nước tao đâu? Nước của tao đâu? Rất là đẹp. Bướm đồ bay bay. Rất là xinh. Nhưng mà mày xin hỏi là xin hỏi là cái này của ai xả về à? Và xin hỏi là nguồn nước của tụi mình đâu ạ? Vân. Vân, cảnh rất là đẹp. Nhưng mà xin hỏi là nguồn nước lần nữa. Để mình. Ủa má tao đỏ hay chứ. Mặt mà nó cũng đỏ má. Đi mệt. Đó đỏ mà thiệt mà. Đi nó mệt. Hôm nay đẹp lắm Dung ơi. Dung ơi có nắng đẹp lắm Dung. Cảm ơn bạn dê giữ xe. Mấy bạn dê dễ thương quá. Mấy bạn dê kìa. Giữ xe giùm. Mấy bạn dê nằm đầy đường. Đây thôi. Ui. Di Thịnh nè. Đó, Di Thịnh màu trắng á, ghê chưa trầu. Xin lỗi. Mình tạo cái kênh này với mục đích là để giúp các bạn thư giãn sau những giờ học, hoặc là giúp các bạn giải trí trong hè. Nói chung là vui thôi. Nên là các bạn đừng quá khắt khe với mình nha. Nếu các bạn thích video của mình thì hãy cho mình một like và một subscribe và một vài cái comment góp ý. Mình sẽ tiếp nhận một cách cởi mở nhất có thể. Mình với bạn Dung đang đi rửa xe.